Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp, gây bất an trong dư luận. Với chiêu thức thủ đoạn ngày càng rinh ma, tài sản dù lớn hay nhỏ chỉ cần bán được tiền là đối tượng bất chấp ra tay. Chương trình cũng đã nhiều lần đưa tin cảnh báo đến quý bà con, thế nhưng nhiều gia chủ vẫn tiếp tục sập bẫy. Nhiều nạn nhân đã liên hệ đến đường dây nóng để thông tin về vụ việc. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại Tiền Giang. Các đối tượng thường chọn thời điểm nhà không có người trông coi hay đêm khuya khi người dân đang say giấc để thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng hoạt động theo băng nhóm, mang khẩu trang che kín mặt, phân công nhiệm vụ cảnh giới cực kỳ chuyên nghiệp. Mới đây nhất, vào khoảng 3 giờ ngày 20 tháng 10, một đối tượng đi xe máy đến phần đất ở ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành do anh Huỳnh Nhật Duy Xuyên, sinh năm 1984, ngụ ấp Thân Đạo, xã Thân Củ Nghĩa, huyện Châu Thành làm chủ. Đối tượng này dựng xe máy trên đường công vụ cạnh đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi vào phần đất của anh Xuyên nhổ trộm hai cây mai, sau đó đưa ra xe tẩu thoát về hướng xã Tân Lý Đông. Vụ việc được camera an ninh ghi hình lại. Anh Xuyên cho biết hai cây mai này của anh dự định chăm sóc bị chân tết, trị giá hai cây mai bị mất là 70 triệu đồng và vụ việc có trình báo cơ quan chức năng. Còn anh Nguyễn Văn Năm, giám đốc công ty cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang cho biết, trong hai ngày 18 tháng 10 và 20 tháng 10, nhà anh Năm ở xã Thân Củ Nghĩa, huyện Châu Thành cũng bị kẻ trộm đột nhập vào vườn lấy đi hơn 10 cây cảnh bonsai, gần 20 năm tuổi, có giá trị hơn 30 triệu đồng. Thậm chí kẻ gian còn cắt hàng rào lưới B40 của gia đình anh để lấy trộm máy bơm nước dùng để tưới cây nhưng chưa lấy được. Trước đó, tại nhà trọ công nhân NG ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, cũng bị hai đối tượng đeo khẩu trang đột nhập. Tuy nhiên, vụ việc được quản lý nhà trọ phát hiện truy hô, các đối tượng đã tung cửa chạy thoát. Cũng theo người dân nơi đây cho biết, vào thời điểm từ 1 giờ đến tầm 5 giờ sáng, tại vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn thuộc địa bàn huyện Châu Thành, thường có nhiều người lạ mặt tụ tập.